Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi trên tin mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc, đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân nước này thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tình hình đã thê thảm tới nỗi, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực, đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch COVID-19, trận thiên tai này sẽ tiếp tục là một thảm họa gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở Trung Quốc tăng lên 25. Tính đến sáng ngày thứ Tư, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và vào khoảng 1,25 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nghìn năm có một, gây lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam. Giới chức địa phương cho biết tại cuộc họp báo vào hôm nay, ít nhất 7 người vẫn mất tích, nhiều khu vực của tỉnh bị nhấn chìm. Trước đó, Văn phòng Thông tin tỉnh Hà Nam cho biết có 4 người thiệt mạng ở thành phố Củng Nghĩa nằm trên bờ sông Hoàng Hà và 12 người thiệt mạng vì mắc kẹt trong tàu điện ngầm ở thủ phủ Trịnh Châu hôm thứ Tư. Nhiều tòa nhà và công trình cả hai thành phố bị đổ sập vì mưa lớn. Video trên mạng xã hội hôm thứ Tư cho thấy những hành khách trong một chuyến tàu bị ngập trong nước lũ sâu đến ngực, trong khi một nhà ga tàu điện ngầm biến thành biển nước. Nước ngập tới ngực tôi, một người sống sót viết trên trang mạng xã hội. Tôi thực sự sợ hãi. Nhưng điều sợ nhất không phải là nước mà là nguồn oxy cạn dần trong khoang tàu. Do mưa lớn, giới chức đã tạm dừng dịch vụ xe buýt do phương tiện này chạy bằng động cơ điện. Theo một cư dân Trịnh Châu, họ Gu, người đã phải ngủ lại văn phòng. Đó là lý do nhiều người đi tàu điện ngầm và thảm kịch đã xảy ra. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở tỉnh Hà Nam trong 3 ngày tới và quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ, nhân viên hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Cuộc sống của hàng triệu người ở tỉnh Hà Nam với dân số khoảng 100 triệu người đã bị đảo lộn do mùa mưa bất thường, khiến mực nước của một số con sông ở lưu vực sông Hoàng Hà dâng cao. Các nhà khoa học nhận định lượng mưa kỷ lục ở Trung Quốc những ngày qua có liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu, tương tự các đợt nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu gần đây. Nôn mửa, run rẩy, kiệt sức, nhìn nước cao hơn đầu người, nhân chứng sống kể lại giây phút gặp tử thần. Những người được giải cứu khỏi chuyến tàu tử thần ở thành phố Trịnh Châu có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc kinh hoàng khi phải dĩ đầu ở trên mặt nước, trân trọng từng hơi thở với hy vọng sẽ có người tới giải cứu. Trận mưa nghìn năm có một đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người, 12 người trong số họ ở các ga tàu điện ngầm ngập nước, khiến 7 người khác mất tích, 200.000 người phải di tản ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy trong 3 ngày gần bằng tổng lượng mưa của một năm bình thường và làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Ô tô bị lật úp trên đường, trong khi các cửa hàng và căn hộ ở tầng 1 đều bị ngập lụt toàn bộ. Chúng tôi đã quen với những trận mưa như chút nước vào mùa hè, một nhân chứng sống nói với truyền thông Trung Quốc. Một trận lũ lụt gần đây ở Trịnh Châu đã cuốn trôi nhiều xe ô tô, nhưng lần này thì khác. Mưa lũ đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Theo chính quyền Trịnh Châu, hơn 500 hành khách đã được giải cứu sau khi tất cả các tuyến đường sắt của thành phố ngừng hoạt động vào lúc 18 giờ ngày thứ Hai. Nhưng tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn khi nước tràn vào các ga tàu điện ngầm. Thông tin chi tiết về vụ việc đã được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông đại lục và trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó tất cả đều đã bị xóa. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là trên tuyến số 5 của đoàn tàu điện ngầm, nơi nhiều hành khách bị mắc kẹt nhiều giờ trong các khoang tàu ngập nước chờ đợi lực lượng cứu hộ. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hành khách đứng trong tình trạng ngập nước cao đến ngực, trong khi nước bên ngoài cửa sổ tàu cao quá đầu người. Vào lúc 7 giờ 30 phút tối, khi thực sự tuyệt vọng, một phụ nữ được xác định là Siope
người dẫn chương trình CCTV đã gửi lời kêu cứu qua mạng xã hội. Tất cả các đơn vị cứu hộ khẩn cấp và lính cứu hỏa hãy đến cứu chúng tôi. Xiaopei viết trên mạng xã hội vào lúc 7 giờ 32 phút tối, chúng tôi đang bị mắc kẹt trong đường hầm số 5, xin hãy giúp gửi thông điệp này đi. Nước bên trong tàu cao đến ngực, tôi không thể nói được nữa, xin hãy giúp đỡ, SOS. Một phút sau khi cô ấy đăng, chúng tôi có hàng trăm người, đối với chúng tôi, thời gian là tính mạng. Vào lúc 7 giờ 46 phút tối, Xiaopei gửi bài đăng cuối cùng trước khi hết pin điện thoại, nói rằng nước đã đến cổ. Nỗi kinh hoàng kéo dài thêm 1 giờ trước khi cô và các hành khách đã được giải cứu vào khoảng 8 giờ 50 phút tối. Một hành khách khác bị mắc kẹt sống sót sau sự cố đã kể lại nỗi sợ hãi của cô khi nước bắt đầu tràn vào tàu. Những người khác cũng đang khóc xung quanh tôi. Chúng tôi đã cùng nhau thề rằng không nói bất cứ điều gì tiêu cực. Hầu hết chúng tôi giữ im lặng khi tập trung nỗ lực, cố gắng kết nối với thế giới bên ngoài để nhận được sự giúp đỡ. Rất may một phụ nữ đã tiếp cận được với lực lượng cứu hộ bên ngoài và cô ấy liên tục cập nhật cho lực lượng cứu hộ về tình hình của chúng tôi. Những khoảnh khắc tồi tệ nhất đến vào khoảng 21 giờ khi mực nước bên ngoài cửa sổ tàu cao hơn đầu người. Chúng tôi nhìn về phía đuôi tàu, hầu hết các toa tàu khác đã hoàn toàn chìm trong nước, thời gian không còn nhiều. Một số người run rẩy, thở hổn hển và nôn mửa. Trong số chúng tôi có cả trẻ em, phụ nữ mang thai và người già. Nhiều người trong số chúng tôi đã kiệt sức vì bị ngâm mình trong nước hàng giờ liền. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, chuẩn bị tinh thần cho sự thật rằng tôi sẽ không thể sống sót. Khi tôi thấy mực nước đã ngập đến đầu, tôi bắt đầu gửi những tin nhắn tạm biệt cuối cùng và sắp xếp hậu sự với người thân. Không khí nhanh chóng cạn kiệt, chúng tôi nảy ra ý tưởng dùng bình chữa cháy, đập vỡ các cửa sổ cao hướng lên trần và trong khoang đầu tiên, nơi mực nước không quá cao, chúng tôi có thêm chút không khí và đó là lúc lực lượng cứu hộ đến. Một hành khách khác lên tàu trên chuyến số 1 vào khoảng 5 giờ chiều ở ngoại ô Trịnh Châu đã nói với truyền thông rằng họ bị mắc kẹt bên trong ga Busua cùng với người già và trẻ em lúc quá nửa đêm vì lối ra của các ga đã bị sạt. Khi chúng tôi sắp đến gần ga Trịnh Châu Đông, vì vậy đoàn tàu đang không dừng lại mà tiếp tục đi tiếp. Đi được nửa đường, đoạn dừng lại và bắt đầu quay trở lại ga trước đó và đó là nơi chúng tôi bị mắc cạn. Các đoạn video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nhiều người phải vật lộn để có thể nổi và kêu cứu, một số bị cuốn trôi, trong khi một số bất tỉnh sau khi được kéo từ các khoang tàu chìm. Các thông báo mất tích bắt đầu xuất hiện, hầu hết dành cho những người không có thông tin sau khi đi trên tuyến số 5. Một phụ nữ kêu gọi tìm thông tin về người chồng mất tích. Bất cứ ai đã nhìn thấy anh ấy trong bệnh viện hoặc trên đường đến bệnh viện, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi và các con đang chờ anh ấy về nhà. Mưa lớn nhất trong 60 năm, quan chức Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, thành phố Củ Nghĩa ghi nhận mưa lớn kỷ lục bắt đầu từ 7 giờ tối ngày Chủ nhật cho tới 3 giờ chiều ngày thứ Hai, với lượng mưa lên tới 609,1mm. Hoàn Cầu mô tả tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 60 năm qua. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trung bình 3 ngày tương đương 1 năm. Sáng ngày thứ Hai, Yao Jianbao, người đứng đầu cơ quan khí tượng thành phố Củ Nghĩa, đến văn phòng làm việc ở Ủy ban thành phố như bình thường. Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông Yao gặp lũ lớn ập đến và bị cuốn trôi. May mắn là người dân tìm thấy và giải cứu ông Yao ngay trong chiều ngày thứ Hai. Hoàn Cầu cho biết, mưa lũ lớn ghi nhận ở thành phố khiến một người thiệt mạng và hai người mất tích. Đến tối ngày thứ Hai, khoảng 3.620 người đã đi sơ tán, mạng lưới điện và hệ thống liên lạc bị gián đoạn hoàn toàn. Kết quả là cơ quan khí tượng thành phố Củ Nghĩa không thể cập nhật tình hình thời tiết trong hơn 10 giờ do mưa lớn chưa từng có. Cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm tra lũ lụt ở Trung ương đã gửi một nhóm công tác đến tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và bắt đầu hỗ trợ ứng phó khẩn cấp ở mức cấp 3. Khoảng 849 người đã được giải cứu và 1.500 người đã được chuyển đến nơi an toàn. Trung Quốc oằn mình gánh mưa lũ. Đợt mưa lớn nhất chưa từng có tại tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng, 7 người mất tích và hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Từ chiều ngày thứ Sáu tuần trước đến cuối ngày thứ Hai, lượng mưa đo được tại thành phố 12,6 triệu dân này lên đến 617mm, gần bằng mức trung bình trong một năm. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà khí tượng đánh giá đây là đợt mưa chưa từng có trong 1.000 năm qua. Mưa lớn
khiến mực nước tại sông Hoàng Hà dâng cao, các thành phố tại tỉnh Hà Nam chìm sâu trong nước, mực nước tại nhiều hồ chứa vượt quá mức cảnh báo. Nhà chức trách đã ngừng hệ thống giao thông công cộng, nhưng nước lớn từ chiều ngày thứ hai tràn vào một đường tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Các đoạn video được chia sẻ cho thấy nhiều hành khách gồm cả trẻ em bị mắc kẹt trong toa tàu với mực nước dâng lên đến vai. Đội cứu hộ sau đó cắt phần mái của toa tàu và giải cứu được khoảng 500 người, nhưng 12 người thiệt mạng. Hai người khác thiệt mạng trong một vụ sập đường tại một khu vực khác. Lính cứu hỏa đã kịp thời giải cứu hơn 150 trẻ em và giáo viên tại một trường mẫu giáo bị ngập trong nước lũ. Tại bệnh viện của Đại học Trịnh Châu, nguồn điện bị cắt vào tối ngày thứ hai, buộc ban quản lý khẩn cấp sơ tán hơn 600 bệnh nhân nặng. Tại thành phố Cổ Nghĩa, ít nhất 6 người thiệt mạng. Nhiều tuyến đường bị cắt đứt do sạt lở, mực nước ở 14 hồ chứa tại thành phố bị tràn bờ, trong khi nguồn cung cấp điện nước liên lạc tại nhiều vùng bị cắt đứt trong 24 giờ. Có 7 người thiệt mạng và 7 người mất tích được cập nhật thêm vào tối ngày thứ ba, nhưng không nêu rõ tại thành phố nào. Cảnh sát vũ trang và binh lính được điều động khẩn cấp trong đêm đến hỗ trợ gia cố con đập Ye Tan tại huyện Y Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vì nước lũ làm vỡ đoạn đê dài gần 20 mét. Đến sáng qua, quân đội phải dùng thuốc nổ tạo một dòng chảy khác để điều tiết lũ, giúp mực nước sông, hồ giảm xuống, kiểm soát được mối nguy. Trước đó, mưa lớn làm vỡ hai con đập tại thành phố Hô Luân Bối Nhĩ thuộc khu tự trị Nội Mông vào chiều ngày thứ Bảy, nhưng người dân được sơ tán kịp thời. Tính đến ngày thứ Ba, hệ thống giao thông tại Trịnh Châu vẫn bị gián đoạn nhiều vì bị ngập và đường xá bị hư hại nặng. Tổng cộng 303 chuyến bay bị hủy và khoảng 1.100 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Khoảng 200.000 người dân tại thành phố được sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất, trong khi mức ứng phó trên toàn quốc được nâng lên mức cao thứ hai. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 1.800 nhân viên cứu hộ từ các tỉnh thành lân cận đến Hà Nam để hỗ trợ. Trước đó, hơn 6.000 lính cứu hỏa và gần 3.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang tại Hà Nam đã được huy động đến vùng bị ảnh hưởng để cứu người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua miêu tả tình hình tại Hà Nam là cực kỳ nghiêm trọng khi việc ứng phó lũ bước vào giai đoạn then chốt. Nhà lãnh đạo yêu cầu các cơ quan chức năng mọi cấp phải ưu tiên đảm bảo an toàn người và tài sản của người dân, thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn lũ và cứu trợ. Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại Hà Nam trong 3 ngày tới. Tại tỉnh Hà Bắc, kế bên mưa lớn cũng khiến cho hơn 100 chuyến tàu bị hoãn, nhiều tuyến đường bị đóng. Cơ quan phòng ngừa thảm họa địa phương vào ngày thứ ba đã phát cảnh báo khẩn, kêu gọi toàn bộ đơn vị làm hết sức để ứng phó với mưa lũ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký cho Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!